Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì các cơ quan chức năng đã phát hiện và cưỡng chế nhiều trường hợp xây dựng nhà và công trình trên đất nông nghiệp. Chỉ tính riêng trên địa bàn xã Chưa Bua thì từ đầu năm đến nay thì Ủy ban Nhân dân xã Chưa Bua đã lập biên bản và xử lý 11 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và cưỡng chế 2 công trình tự ý đổ đường bê tông trên đất nông nghiệp. Và một khi bị phát hiện và xử lý thì thiệt hại sẽ rất lớn. Để hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp nhằm hạn chế những rủi ro, ngay sau đây, luật sư Văn Hợi, đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk sẽ cho biết cụ thể hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì cái vấn đề mà người sử dụng đất hiện trạng mà đang sử dụng đất nông nghiệp mà đã có những cái hành vi là xây dựng những cái công trình trên đất nông nghiệp thì đó là cái hành vi vi phạm theo tinh thần của luật đất đai. Theo quy định của luật pháp luật đấy thì người sử dụng đất phải có nghĩa vụ là chấp hành và phải sử dụng đất đúng với cái mục đích mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của luật đất đai, thì người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng với mục đích đó. Tuy nhiên thực tế hiện nay đấy thì cũng có một số trường hợp sử dụng đất sai mục đích, cụ thể là xây dựng đất những cái công trình mà trên đất nông nghiệp, thì đây được coi là cái hành vi vi phạm trong quá trình sử dụng đất. Và đối với những cái hành vi vi phạm này thì người sử dụng đất sẽ bị xử phạt về cái việc xử phạt vi phạm chính, hoặc là có thể là bị cưỡng chế để thu hồi lại cái đất mà đã được cấp. Cụ thể đối với những cái công trình mà xây dựng trên đất trái phép đấy thì đó là cái hành vi vi phạm hành chính và người sử dụng đất sẽ bị phạt về hành chính. Ngoài ra cái biện pháp phạt hành chính thì người sử dụng đất phải bị cái chế tài gọi là cưỡng chế để mà buộc phải tháo dỡ những cái công trình xây dựng trên đất đó. Thì hiện tại trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung thì nhiều cái công trình đã xây dựng trên đất nông nghiệp, như vậy là những cái công trình đó đã tồn tại trái pháp luật, và như vậy thì người sử dụng đất sẽ bị tháo dỡ. Nếu mà trường hợp mà người sử dụng đất tự nguyện tháo dỡ thì đó là cái việc khắc phục, còn trong trường hợp người sử dụng đất mà không tự nguyện tháo dỡ thì về góc độ chính quyền người ta sẽ có một cái biện pháp là cưỡng chế để tháo dỡ đó, và toàn bộ những cái chi phí mà liên quan đến cái việc cưỡng chế tháo dỡ đó thì người sử dụng đất phải chịu trách nhiệm trả cái số tiền mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền bỏ ra cái chi phí để mà tháo dỡ những công trình đã tồn tại trái pháp luật.